Xin chào tất cả các bác nhá. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh đang có mặt ở trên đường để đi vào trong khu vực ruộng của gia đình nhà anh Páo. Thì các bác cũng biết là trong suốt thời gian mở cái tuyến đường là dòng dã gần 7 tháng rồi các bác. Đến giờ là sắp 7 tháng rồi. Thì có một tin rất là vui nha các bác nhá. Thì hôm trước là các bác cũng xem có thể qua kênh Minh IQ của bạn Hậu là có đến trực tiếp đến tận buổi tối lúc anh em nghỉ ở tại lán nhà anh Páo, thì là bạn Hậu là đã có lên đến trên lán và thăm cái tuyến đường mà anh em Mạnh đang mở. Bạn Hậu thì các bác cũng biết là bạn ấy đã giúp 100 triệu và anh Thắng nữa có 200 triệu mà Mạnh chỉ có 65 triệu thôi là để mua chiếc máy xúc của anh Sự mà đang hỗ trợ cho gia đình nhà em Dư dưới kia. Mà trong suốt thời gian mà anh Sự mới về là cũng đã hạ cống này, sửa đường này, đào ao ông giáo này, nội dung là các kiểu luôn, và mở cái tuyến đường vào trong trang trại đó. Thì bạn Hậu là lên đến đây là có giúp cho Mạnh và bà con với cái số tiền là 10 triệu đồng nha các bác. Thì Mạnh sẽ sử dụng cái số tiền là 10 triệu đồng là như này. Bạn Hậu thì có nói là số tiền 10 triệu đồng là để dành cho bà con là vừa mở đường này, vừa tiền ăn này, vừa tiền dầu mỡ này, vừa tiền sửa chữa máy móc này. Đấy, nội dung là nó rất là nhiều hạng mục. Thì Mạnh muốn cái số tiền này để làm sao nó cực kỳ là tròn trịa. Đấy, các bác biết là trong cái quá trình làm đường thì bà con đi lại là cực kỳ là vất vả sau những ngày mưa. Thế nên là các bác biết là như tiền máy móc từ trước đến giờ là hỏng hóc hay như thế nào đó, thì Mạnh vẫn nói là Mạnh sẽ sửa chữa máy móc hết bao nhiêu tiền Mạnh vẫn sửa. Đấy, hay là dầu mỡ như kiểu là nội dung là về phần máy, ví dụ như là dầu thủy lực hay là dầu động cơ hay là răng gầu hay là máy móc hỏng hóc, toàn bộ là Mạnh sẽ sửa chữa. Và tiền ăn thì các bác cũng biết là trong suốt thời gian qua thì là hơn 6 tháng Mạnh mở tuyến đường, bữa cơm nào Mạnh cũng cùng với bà con là để ăn cơm. Thì các bác cũng biết là ăn bà con đi làm vất vả thì đương nhiên phải có thịt. Thì Mạnh đã cố gắng làm sao chắt chiu, nội dung là như vậy, là cố gắng để là cùng với bà con Mạnh mua thịt, mua thiếc các thứ vào nữa. Đấy, các bác cũng biết là hay là Mạnh có thể là gửi cho các bác qua kênh được một ít sản phẩm, thì Mạnh có thể lấy được những cái số tiền đó ra để cùng với cả bà con ăn cơm, hay là cùng với cả dân bản làm đến nhà nào thì Mạnh sẽ lấy cái số tiền đó ra để ăn cơm. Thế nên là các bác cũng biết là nói đến cái chuyện ăn uống thì là nó hơi tế nhị, nên lúc lại bảo là mang ra thế nọ kia cân đo đong đếm. Thế nhưng mà cái số tiền của bạn Hậu đưa lên ấy, thì là Mạnh muốn nói như này: tất cả cái số tiền đó 10 triệu Mạnh muốn là để sau sẽ dùng để toàn bộ cái số tiền 10 triệu đồng này, là để giải đường nha các bác nhé, lấy đá để giải đường và làm hết vào đường. Đấy, Mạnh sẽ không sử dụng một tí nào cho cá nhân hay là cho máy móc của Mạnh. Đấy nha các bác. Nên là một lần nữa Mạnh gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý nhà hảo tâm, đặc biệt là bạn Hậu nữa, trong suốt thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng với cả Tất Mạnh và cùng với bà con ở Lũng Cáng. Toàn bộ số tiền của bạn Hậu sẽ được giải hết xuống đường thôi các bác. 100% những cái số tiền của các nhà hảo tâm toàn bộ sẽ được nằm trên tuyến đường này để sau này bà con phát triển kinh tế vào trong những khu vực chiến lược như này, bà con sau này sẽ không có thể còn để hoang hóa như này nữa. Đây các bác có thể nhìn thấy là trong suốt thời gian qua là hoang hóa rồi, chỉ còn vài hôm nữa thôi là bà con sẽ tiếp tục là quay lại để khai thác những cái khu vực này để làm sao có cái kinh tế mạnh mẽ hơn. Đấy, hay là có thể là sau này sẽ trồng được những cái cây lâm nghiệp. Đấy, bây giờ thì Mạnh sẽ lên trên chỗ máy xúc nha các bác. Đấy, đây các bác biết là máy xúc của em Hoàng thì đang làm trên ruộng, làm cực nhanh luôn các bác. Hôm trước là tít ở trên phía trên kia cơ, thế nhưng mà đến giờ là đang làm đã ra đến tận đây rồi, đang miết bờ, đầm bờ rồi này. Ây da. Nhanh nhờ. Tốc độ chưa? Ây da, ây da.
Nào đấy. Đi nhanh quá. Đi nhanh quá. Ui. Được đấy. Ra tận đây rồi. Ê. Ôi. Các bác thấy chưa? Ruộng. Ruộng đến giờ là chỗ này có sạt xuống của nhà dư không đấy? Hả? Bên dưới này là của nhà em dư rồi các bác. Nên là ấy. Có cái gì đấy? Trứng. Trứng à? Trứng gà đẻ ấy à? Đâu xem nào. À nó đẻ rơi ở đây à? Đây có trứng này, trưa nay ăn trứng này. Ôi trời, kheo rơi. Trứng gà ở trên này nó bé bé. Đây. Rồi. Kheo phải đến chục quả. Đấy, trứng ấy. Trứng này thích lắm. Trứng này thì đảm bảo sạch 100% nha các bác. Không có chất gì cả. Gà đã đảm bảo sạch rồi nhưng mà trứng thì lại còn sạch hơn. Ây à, ra xem là ngày cái nào. Đây các bác. Ruộng nhá. Thích chưa? Đấy. Ngày trước đám ruộng nó chỉ bé bé này thôi các bác. Đến giờ này. Đấy bà con sau này canh tác thì tuyệt vời. Đằng kia thì hơi nhỏ bởi vì là vướng cái phần đất của gia đình nhà em Dư. Bởi vì em Dư cũng có ruộng dưới đó. Thế nên là nếu mà để làm vườn làm viết thì có thể san đá san điết được. Thế nhưng mà làm ruộng thì chắc là em ấy sau này sẽ cũng cải tổ lại để làm. Đây các bác thích không? À, bờ bên này là được đầm nền hết rồi nhá. Chắc chắn hết rồi. Đấy. Em Hoàng làm rất là tốc độ luôn. Đám ruộng này nếu mà chạy vòng được hết ra đằng kia phải dài đến 200m thôi các bác. Nó dài lắm. Đêm trước Mạnh chia sẻ cho các bác là máy xúc em Hoàng đang làm đến khu vực này rồi. Giờ ra tít đằng kia. Đấy. Thích chưa? Rất là rộng luôn. Hôm trước là Mạnh có chia sẻ với các bác là ngày trước là anh em Mạnh ở nhà là đi cấy ấy, là chỉ có nhìn về cái phần cấy rồi thôi. Không có dám nhìn về phía sau bởi vì đám ruộng nó to quá. Đến giờ bà con ở vùng cao cũng có những cái đám ruộng to như vậy. Ngày xưa đi cấy là không được khép chân. Là lúc nào là cũng phải dạng hết chân ra. Đấy để cấy được luống nó to. Được nhá. Chỗ nào? Đây à, chỗ này cao à? Không sợ đâu. Chỗ này nó thấp hơn mà. Chỗ này nó đang thấp hơn mà. Nó phải cao lên. Thì sau này nước nó vào nó mới nún. Nó sẽ có cái điểm cao và điểm thấp các bác. Bởi vì là nếu mà bây giờ nhìn thấy nó bằng phẳng luôn là không được. Cái địa điểm này là nó có một cái điểm khuyết đây. Là trước là các bác nhớ là trước khi làm ấy là nó thấp sâu. Thế nên là khi mình làm xong ấy là mình là phải cho nó cao hơn. Để sau này nguồn nước nó vào đây là nó lại xẹp xuống. Đấy. Chứ còn nếu mà nhìn thấy nó phẳng này là sau này là hỏng luôn. Đấy. Nó phải có những cái điểm nhấp nhô đảm bảo như vậy. Có thể là chỗ này cái ta ly âm của nó thấp chỉ 50 phân thì mình chỉ tôn cao khoảng độ nó khoảng 5-3 phân thôi. Nhưng mà chỗ này nếu mà nó thấp khoảng 2 mét thì mình lại phải cho nó lên 2-30 phân. Ví dụ như vậy. Các bác cứ yên tâm là Mạnh làm ruộng thì cực kỳ là nhiều rồi. Nếu mà qua tay Mạnh 13 năm làm mở đường mới cả làm ruộng nhá. Đấy. Là đã có thâm niên về làm những cái này rồi. Nên là các bác cứ yên tâm là sau này bà con mang nước vào, bắt nước vào cái là bừa cái là gần như là tương đối. Bây giờ chỉ có trách nhiệm là bà con làm sao là nhặt được đá thôi. Bởi vì là máy xúc thì không có thể nhặt được đá.
Đây như cái điểm này là từ đây hất ra là làm bằng luôn, bởi vì đây là cũng vẫn là cốt 00. Đây em Hoàng đi cho nún xuống đây. Nún xuống sau lại bồi đất vào. Đoạn này thôi không làm nữa à? Hả? Hết rồi à? Đây ơi, trên này đây. Ô sao? Sao thế? Có chú lên đực nước rồi. Hả? Cái dưới là của dư rồi. À. Thế dư đâu hôm nay nó không lên à? Để xem gặp nó xem nào. Nó không cho, mẹ nó không cho. Mẹ nó không cho à? Nó thì cho bình thường nhưng mà mẹ nó không cho đâu. Để cho thì phải hết cả cái đám này đi. Ô tiếc thế cả. Đâu rồi, để làm nào gọi nó lên nhỉ? Như này là ruộng tít ra này cơ các bác. Ồ. Thế là không ra được đến tận đây à? Nó là hết đất cái đoạn này rồi. Thế là của nó. Ở cái đoạn này là vẫn đang là đất của nhà anh Báo nhưng mà đến đây lại là ruộng của nhà em Dư rồi. Mà lại không ném được đất xuống dưới này. Thế anh Dư nó bảo nào? Chưa cả Dư. Thế gọi lên xem nào. Anh Báo, ra đây xem nào. Điện thoại là nó gọi nó cắt cơm, nó không có điện thoại. Dư nó lại không có điện thoại cơ các bác. Người giờ người tối cổ nào, bây giờ thanh niên năm nay hai mấy tuổi các bác không có điện thoại dùng. Thế hôm trước nó hộ ở đây thì nó bảo nào? Mẹ nó không cho. Mẹ nó bảo luôn à, là không được. Đáng lo mà nó không được làm, nó không cho làm. À, mẹ nó bảo là cũng sẽ làm ruộng ở đây. Nó còn làm sau năm nó còn làm đấy. Sang năm con nó còn làm thì nó lại cuốc tiếp. Ê nhờ. Còn có một đoạn này nữa thôi này. Đoạn này để mình trông ngô nữa. À, nhưng đoạn này vẫn cấy được này. Đoạn này vẫn được. Đoạn trên nữa. Đoạn trên thì vẫn cấy được mà. Cắt cái bờ kia là đi kia làm được. Tiếc quá các bác. Chỗ này là lại của vướng nhà em Dư đây. Thế giờ lại san ở dưới này thôi. Hay là chỗ này cũng nhiều đá nhỉ? Ừ. Chỗ này còn mấy chục mét nữa là tới. Là đẹp đấy. Đây anh Báo à. Anh Báo với chị ra đây. Qua video thì Mạnh cũng xin chia sẻ với các bác là như này. Trong suốt cái quá trình mà mở tuyến đường hỗ trợ cho bà con ở Lũng Cáng thì như ông Giáo thì Mạnh cũng đến làm giúp cho gia đình thì Mạnh cũng hỗ trợ. Đấy. Hay là như em Dư thì Mạnh cũng sẽ hỗ trợ. Và hôm nay thì Mạnh cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình nhà anh Báo. Hôm nay là sẽ hỗ trợ cho gia đình nhà anh Báo một ít tiền để phun thêm vào là tiền để làm dầu, đổ dầu nhá. Đấy. Anh Báo thì các bác cũng biết là tương lai anh ấy là sẽ là thông gia với cả người Tuyên Quang. Đấy. Và cái thứ hai nữa là anh Báo là một trong những người các bác có thể biết gần như là không ngày nào là không có mặt ở trên tuyến đường. Đang làm ở trạm tấu Yên Bái là đã thu xếp công việc là để về mở tuyến đường cùng với bà con. Một trong những tháng ngày có thể nói là
Mạnh ở đây Mạnh biết là có thể nói là vất vả nhất cho anh Páo. Không riêng gì anh Páo, còn một số anh em nữa, nhưng mà Mạnh nghĩ anh Páo là người vất vả nhất. Các bác biết là máy xúc là làm nên đến chỗ kia, là trong khi đó là bắt đầu là thôi cái đấy thì Mạnh sẽ không nói nữa, là đã phải ngủ ở đây là để trông máy, trông tít lên trên kia, mà trong những cái thời gian thời tiết mưa gió, mưa dầm gió bấc mà anh cũng ngủ ở trên đó trông máy, ngủ tại cabin nha các bác. Không phải là ngủ chuồng trâu đâu anh em, là nhiều lúc là cứ trêu nhau là ngủ chuồng trâu thôi, chứ là anh Páo là anh toàn ngủ trên cabin thôi. Nhưng mà được cái là người anh ấy nhỏ. Hôm nay thì Mạnh em sẽ giúp anh 2 triệu. Cái nhất là anh sẽ bổ sung vào tiền dầu, mấy cái hai nữa là để có thêm một chút cái mua thêm cái phân NPK các thứ, sau là sẽ phân xanh, phân xước, phân chuồng nữa. Sau đó thì sẽ cải tạo lại cái đám ruộng này nhá. Đây là Mạnh cũng nói luôn là những cái số tiền này là Mạnh cảm ơn tới tất cả các bác trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ những cái sản phẩm của Tất Mạnh, như là củ cải hay là măng này, hay là nấm hương này, hay là mọc nhĩ. Mạnh một lần nữa cảm ơn tới tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ cho Tất Mạnh và ủng hộ những cái sản phẩm cho Tất Mạnh, để ngày hôm nay Mạnh có những số tiền này có thể giúp được cho mọi người. Đấy. Mạnh rất cảm ơn. Đây, đây nhá, 200 này. Ở đấy. Chú còn giúp cho anh nữa. 24 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 2 triệu nhá. Đấy. Cảm ơn chú Mạnh nhá. Chú Mạnh còn anh tiền giàu của mình. Thôi cảm ơn anh. Đấy, tay anh ấy bắt là nó có ma sát như này mới thích này các bác này. Đấy, nó phải có tí đất này. Đây để em xin lại cái nịt đã. Cái nịt nó rơi dưới chân này. Đấy, qua đây một lần nữa Mạnh gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô dì chú bác anh các chị trong suốt thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng với Tất Mạnh ngày hôm nay. Đấy, đây là cái số tiền này hôm nay là Mạnh cầm tất đi nha các bác nhá. Là cái số tiền là số tiền lãi của những cái sản phẩm mà bạn Hường đã gửi những cái sản phẩm cho các bác qua kênh. Đấy, bạn ấy có bàn giao cho Mạnh. Tới đây nữa là làm đến hộ nhà nào tiếp, Mạnh lại tiếp tục có thể giang tay hỗ trợ được cho mọi người. Đấy. Ruộng này thì cải tạo thì các bác biết là không đơn giản đâu. Sẽ phải mất rất nhiều thời gian đấy. Bởi vì nó cần có phân chuồng với cả phân xanh mới công. Đây, đơn giản là như này đấy nhá các bác. Bởi vì là làm nhặt như này thôi, mai kia lại phải đưa máy bừa mới biết vào phay lên, bắt đầu lại nhặt đá tiếp. Phải nhặt 2-3 lượt cơ. Đây các bác nha, anh em làm là cực kỳ cẩn thận đấy, lu nèn bờ nữa. Rất tiếc cho anh Páo là cái điểm này, bởi vì là dưới này là nó mắc phải cái khu vực ruộng của nhà em Dư, nên là không thể nào mà có thể đưa đất được ra.
như này nếu mà có xe mà vận chuyển được từ điểm này ra đằng kia là tốt nhất. Thế nhưng mà lại có trứng à? Hả? À. Lại vỡ à? Các bác đi có thể là đi du lịch hay là đi trải nghiệm 1-2 ngày ở vùng cao thì các bác thấy cảnh thì đẹp thôi. Nhưng mà Mạnh vẫn xin chia sẻ thêm một lần nữa là đấy, bà con thì canh tác là ruộng nương thì bám trụ lại với cả những cái mảnh đất như khu vực này thì cực kỳ là vất vả. Và em búa chim các kiểu luôn, sau này mới thành được ruộng. Như này nó chỉ là hình nhé. Như anh báo là hôm qua là có nói chuyện là vụ này là không thể cấy được đúng không? Là còn phải không, không kịp rồi. Không kịp, bởi vì cái này sẽ dọn còn mất rất nhiều thời gian nữa. Như này là máy bừa mới biết là sau là xử lý là tuyệt vời ấy. Sao mày bừa là mỏi chân mỏi tay đấy. Quay đầu thoải mái rồi đấy. Đây từ chỗ ông giáo này là di chuyển ra phía đằng ngoài này nữa là quay đầu là bừa, quay đầu đi quay đầu lại được luôn. Trước các bác biết ruộng bé lắm. Giờ là 3, 4, 5, 8 dồn vào thành một. Dài tắp tăm tăm. Hoàng ơi, chỗ này phải cho thêm một cầu ở đây nhá. Xuống chỗ này xong rồi xuống thẳng chỗ vỡ rồi này. Nhìn thấy các bác nhá, đứng dốc lắm ạ. Đám trên như này là được chưa anh Pháo?
Nhất trí rồi gì? Nay là sẽ bàn giao đám ruộng thứ nhất là cho anh Báo. Cái này là ưng ý hết rồi gì? Không có gì phải sửa đâu đúng không? Sửa nữa. Ngày trước là mấy đám cơ, bây giờ như này là dồn vào rồi. Ngày sau bừa mỏi chân. Đám dưới này là sẽ lấy thấp hơn cái đám máy đang chuẩn bị đi xuống này một tí nhá. Thấp hơn tầm khoảng độ 5, 6, 70 phân gì đó. Đó. Cái này là nước ấm đây à? Nước nóng rồi các bác. Thời tiết vùng cao lần này đang rất là rét các bác. Chỉ tầm khoảng độ 5-6 độ, lạnh vô cùng. Như theo anh Báo với cả ông Giáo là khi ngày xưa là chưa hạ sơn ấy, là ở trên này là có băng giá hết ở trên những cái đỉnh này. Tuyết là không có đâu đúng không, nhưng mà có băng nhỉ? Vâng. Bởi vì ở đây là rất là cao luôn. So với cái dãy núi Răng Cưa phía bên kia, dãy núi Răng Cưa còn thấp hơn.
Hoàng ơi, đoạn này múc sâu hơn một tí nha. Bằng đấy là đến cốt không rồi, nhưng mà múc thêm xuống tầm khoảng 20 phân nữa, xong là lấy luôn cái đất màu ở đằng sau này, quăng luôn vào. Đoạn này rách ra thêm tí nữa đi. Những cái đám ở khu vực phía dưới này nó có cái đất màu nhiều hơn. Những cái đám ở phía trên thì là gần như là không có. Nó chỉ có tầm khoảng 10 phân. Nên là hớt lại cái đất màu nó rất là khó các bác. Trong khi đó là máy xúc làm thì là chia phối là nó đất nó lung tung mà. Đây, đến những cái chỗ này thì cái phần dưới này đất màu nó có tầm khoảng 30 phân này thì sẽ hớt nó dễ hơn. Đấy, tầm đấy được rồi đấy, xong là quăng đất màu vào. Đoạn này cho bờ ra hẳn chỗ này nhá Hoàng nhá. Đây là đá. Đá này không phải là đá cục mà đá mỡ này.
Đá này là kiểu đá vỉa vỉa hả? Đá thối. Nó có ra cả cụt rồi. Anh em ra lấy rau. Trâu hôm nay là không đi thả được. Rét quá. Nhanh báo là ba ăn trâu này á. Một con mới đẻ à? À. Đây hai con. Con này to ấy nhờ. Hay nó nằm trên chuồng nhìn nó to thôi nhờ. Nhưng mà to làm sao bằng trâu nhà giàng nhờ. Con đực to lắm. Con trâu đực đấy họ giả mấy chục triệu mà đúng không? Đó. Bao tiền nhỉ? Con trâu đấy. Con trâu nhà giáng ấy. Nó bảo giả 26 27 triệu mà. 26 27 triệu à? Trâu đực to lắm. Trâu đực to thì tầm đấy. Thì cái mười mấy triệu được. Đấy, cải ngon lắm. Vâng. Lấy cái ngọn ngọn này ăn cho nó thông mũi, rét rét này. Báo chơi cả củ đi. Ấy, lấy lợn củ ăn ngon này. À, bẻ cho thưa ra. À. Lấy cái ngồng ngồng ấy. Giò ngon lắm. Lấy liên tục. Đây đây. Đây này, ăn cái ngồng này. Ôi à. Không có dầu ăn. Anh báo là anh ấy chuẩn bị trước cho tuyến đường. Thôi được rồi đấy anh báo ơi. Đây, đây. Mỗi người một ngọn này là nò lắm. Chỗ này là nguyên phân trâu. Đất xốp xộp rồi. Rau ngon lắm. Nước được chưa để ngâm ấy? Củ cải. Này nằm không. Ngoan lắm. Vâng, đang thái thịt. Này là thịt cho xào hết, không có luộc. Được. Đồng Văn nha các bác nhé. Mạnh cũng xin giới thiệu một số những cái sản phẩm Mạnh đang gửi cho các bác qua kênh. Đây là sản phẩm củ cải khô Đồng Văn. Đấy, ăn ngon, giòn như trễ lợn. Đấy. Hoàng thích lắm. Ông giáo còn thích hơn. Còn đây là sản phẩm măng nứa rừng nha các bác nhé. Cực ngon, các bác hầm xương đón Tết năm 2024. Gần như là Tết Nguyên Đán năm 2024 là nhà nào cũng có măng, có miến, có nem. Đấy. Mạnh thì có cái sản phẩm là măng nứa rừng nha các bác. Đấy. Và đây là sản phẩm măng dối nứa. Ăn rất là, lá nguyên là phần ngọn luôn, ăn cực giòn luôn. Còn đây là mọc nhĩ, đấy, mọc nhĩ rừng. Đấy. Chào, nhân dịp Tết năm 2024 thì... Mạnh tri ân tất cả các bác
là các bác mua mỗi loại 1 kg. Riêng củ cải thì các bác phải mua 2 kg nhé. Thì Mạnh sẽ tặng các bác là một lọ chẩm chéo. Đây, chẩm chéo đây, Hoàng mở chẩm chéo. Hoàng nó bốc ăn vã suốt rồi các bác. Đây là chẩm chéo. Đấy, chẩm chéo. Ớt thì vừa đủ thôi. Chẩm chéo này là chẩm chéo đủ vị nha các bác nhé. Các bác có thể là chấm hoa quả, từ người già đến trẻ nhỏ đấy, là có thể là ăn được cái chẩm chéo này. Nó không cay mấy đâu đấy, mà nó rất thơm đấy. Có cả mắc khén hạt rồi, muối súp đầy đủ luôn đấy. Thành phần rất là nhiều những cái gia vị đấy, trứng gà đấy. Các bác yêu quý Tất Mạnh thì các bác ủng hộ những cái sản phẩm của Tất Mạnh thì liên hệ tới số điện thoại là 0368 369 007. Số điện thoại này là số điện thoại của bạn Hường nhé. Bạn sẽ gửi những cái sản phẩm này cho các bác. Đấy. Các bác cứ yên tâm về những cái sản phẩm của Tất Mạnh. Mạnh lựa chọn là cực kỳ là kỹ càng. Đấy, cái này ăn vào người nên là Mạnh lựa chọn là phải đảm bảo cho sức khỏe. Các bác không nhận cái phần quà chẩm chéo thì các bác có thể nhận là 1 lạng mọc nhĩ rừng. Đấy, mọc nhĩ rừng là Mạnh gửi tới cho các bác bởi vì cái này ăn cực ngon luôn. Đấy. Nó mỏng nhưng mà nó rất là giòn. Củ cải. Với cái sản phẩm củ cải này thì Mạnh đang gửi tới cho các bác là 180.000 một kg bao ship nhé. Còn măng nứa rừng này Mạnh gửi tới cho các bác là 400.000 một kg bao ship. Mọc nhĩ cũng 400.000 một kg. Măng dối thì là 350.000 kg bao ship nhé. Đấy. Những sản phẩm nông sản sạch của bà con ở vùng cao. Thịt lợn thì không thể ship được cho các bác rồi, bởi vì Hoàng nay nó đăng ký nửa bát thịt. Đốt à? Trứng là cho vào luộc rồi à? Cho vào ấm này á? Đâu? Cho ấm. Ủa. Cho ấm này à? Tí lấy ra không ấy? Tí mới lấy ra, trứng mới lấy ra. Trứng gà này là gọi là trứng gà đẻ lang. Đẻ nghênh ngang. Không có ổ hiếc gì. Đấy. Sợ tí nó ung nổ mùm ấy. Nó ung tí ở Hoàng không được ăn đâu nhá. Ăn là đấy, học rốt đấy. Đáng dẹt lắm. Thời tiết điện thoại báo là có 5 độ thôi, nhưng mà thực tế ở ngoài nó còn rét hơn. Củ cải. Đấy. Ăn giòn sứt luôn. Ông giáo cứ mỗi hôm thái là phải bốc trước á. Đấy. Các bác cứ ngâm vừa tới nước nóng tầm khoảng 10 phút. Làm luôn miếng tét. Giòn sơn sượt luôn. Củ cải Đồng Văn này là ở trên cao nguyên đá nha các bác, nên là nó rất là ngọt. Giòn chế lợn luôn. Ông giáo làm luôn. Ngon. Ngon. Thì làm nào để cái mâm ráp vào cái chỗ xong mỡ rồi này. Ngồi cho ấm. Đây anh Báo kê mâm ở chỗ này. Ông giáo chuyển sang chỗ Hoàng đang đứng kìa. Đấy. Ôi rồi, thôi, xong rồi. Ôi rồi. Mang đi rửa ơi.
Đấy, có bát thịt này đánh đổ. Lại thổi phủ lấy ăn mà. Cho rửa. Như đầu bếp luôn. Giáo nấu ăn nhưng mà có Hoàng ngồi phụ, tăng ga liên tục. Ngon lắm. Trứng này như kiểu muốn ung ấy. Thấy nứt nứt một quả à? Quả. Được 12 quả thì bị vỡ mất một quả. Nước là đủ ra. Chị là hầu rồi. Này trái cạnh được rồi đấy ông giáo ạ. Hồi gần bếp này cho ấm à. Anh lán này à, cái lán này ngày xưa là anh Báo làm từ năm bao nhiêu đấy? Năm bao nhiêu không nhớ rồi, nếu mà được 65 rồi. À. Chỉnh tường thì chắc lắm.
cơm. Đồi này hôm nay hơi me me. Ý còn to mà, lạnh quá. Đây, cho chẩm chéo. Okay. Ngon lắm. Đây, thêm đũa nữa đi. Đó. Cho tí nước canh vào. Cậu ngon. Thơm không? Thơm nhỉ? Mùi mắc khén thơm. Đâu làm quả trứng nè. Ô trứng này như kiểu trứng ấy rồi. Trứng lộn rồi. Có con nhưng mà con bé. À, trứng gà lộn rồi. Ngơ. Trứng lộn. Trứng gà. Trứng lộn rồi. Mọi người phải ăn quả trứng đi. Mọi người làm quả trứng đi, đang nóng. Cho tí mắc khén luôn đấy. À, cho tí tiệm chéo đây. Ơ, ôi giời, này ngon, húp ngon. À. Hút nguyên chẩm chéo ấy. Chưa được tí trứng nào. Ngon lắm. Trứng này tuyệt vời đấy. Hoàng ơi, cho xin ít chẩm chéo đây. Các bác thông cảm là Mạnh ăn cơm là có mỗi một tay kìa. Đấy, 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 đấy. Đấy, có. Đấy, trò này ăn ngon lắm. Không dẹp được quả trứng à? Cho vào trong khoáng khoáng lên. Rồi. Khoáng khoáng lên, không hút. Sụt một cái thôi. Đấy. Đấy. Hoàng cho chẩm chéo vào. Xong là khoáng khoáng lên, lấy đũa. Ngon lắm. Được không? Đấy. Ôi trời. Đấy, múc hẳn vào như thế. À, cơm đi. Mời tất cả bác ăn cơm nhá. Rồi, à, rau này. Củ cải. Ố. Mỗi người được 2 quả, cho Hoàng ăn 3 quả. Thịt này cho vào xào hết, không có luộc nữa. Ngồi gần bếp này nó ấm này. Đấy có mề đúng không? Họ gọi là cái cùi dừa á. Đấy, cái mề đấy.
Hôm nay nữa là làm cho nhà anh Báo mấy ngày rồi thì đã ưng nó chưa? Hả? Ưng nó chưa? Hả? Thích chưa? Hôm trước là không có ưng đâu nhưng mà hôm nay là ưng rồi. Hôm nay thấy cho ngồi gần nhau này. Thông gia với cả Tuyên Quang nhá. Anh Báo ở sau này thông gia Tuyên Quang có chỗ đi lại. Đó. Con rể đang làm ruộng cho rồi. Đám to luôn á. Thôi Mạnh với cả mọi người ăn cơm xong rồi sẽ nghỉ ngơi. Chiều lại tiếp tục với cả công việc nhé. Tôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.